Kênh bán nhà quận 7 chính chủ hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 1716 sẹt 13 sẹt 39 nha cô chú anh chị. Nhà mình thì cách chợ Phú Xuân nó khoảng chừng 400m nha cô chú anh chị, qua quận 7 nó khoảng chừng 10 phút, vô trung tâm quận 1 nó khoảng chừng 30 phút nha cô chú anh chị. Nhà có diện tích ngang 4, dài 17m rưỡi, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, ba vệ sinh. Giá chủ nhà muốn bán là giá là 2.980 thương lượng chính chủ nha cô chú anh chị. Em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình nha. Đây là không gian trước của mình đây. Đây ở ngoài 1716 mình đi vô hẻm được 2.5-3m. Đây là nhà mình đây. Nhà mình căn góc nha anh chị. Đây, vô trong đây thì nhà mình còn cái sân nha anh chị. Sân bên trước nó rất rộng rãi luôn. Sân này mình để xe máy thoải mái. Đó, đây cái sân nhà mình. 4 dài 17m rưỡi. Nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai vệ sinh. Chủ nhà cũng bán giá là 2.980 thương lượng chính chủ. Nhà mình là sổ hồng riêng nha cô chú anh chị. Chủ nhà có hỗ trợ tay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Đó, mua bán chủ nhà tặng sofa, bàn ăn hết cho mình luôn. Bên đây thì kệ tivi này. Đây chỗ này về mình có thể mình để cái tủ chỗ này để mình trưng đồ, để mình tre cầu thang này nha cô chú anh chị. Đây ở sau thì cái bàn ăn ở đây, đây là không gian nhà bếp. Ở dưới tầng trệt thì mình có cái nhà vệ sinh luôn nha cô chú anh chị. Đây là không gian bếp thì mình, đây dưới đây là cái bếp khá rộng rãi luôn nha cô chú anh chị. Đó, lớp đá và cương sẵn luôn, trên đây kệ bếp nè. Hai tỷ 980 thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng 70% luôn nha cô chú anh chị. Đây ở cái khúc này ở sau nhà mình đó, chỗ này ở sau thì chủ nhà cũng để sẵn cho mình khoảng trống không gian này, giờ mình để máy giặt, mình phơi đồ ở đây cũng được nha cô chú anh chị. Đây là không gian nhà bếp nè. Rất rộng rãi luôn. Nhà mình hướng đông nha cô chú anh chị. Hướng đông. Mua bán chủ nhà tặng hết nội thất cho mình luôn. Để em đưa cô chú anh chị mình xem ở dưới cái, xong rồi mình lên trên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 của mình. Đó, nó phòng khách nha mình nè. 4 dài 17m rưỡi, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, ba vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 2.980. 2.980 thương lượng chính chủ. Nhà mình có hỗ trợ vay ngân hàng 70-80% luôn nha cô chú anh chị. Em mời cô chú anh chị mình lên lầu 1 để mình xem trên lầu 1 nhà mình. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà liên hệ qua cho Phương số điện thoại 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị mình qua xem nhà nha cô chú anh chị. Nhà tất cả là cửa gỗ hết. Nhà vệ sinh thì nằm trong phòng luôn. Vệ sinh thì khá rộng rãi. Nhà thì đẹp. Nhà này chỉ mua về là sắp pha ly vô ở thôi nha cô chú anh chị. Ở sau nhà mình thì có cái cửa sổ rèm cửa sẵn nha cô chú anh chị. Đó, cửa sổ rèm cửa sẵn luôn. Bên đây thì có cái tivi sẵn nè. Nhà mình là tặng full nội thất nha cô chú anh chị, máy lạnh nè, tủ, rồi kệ tivi được có sẵn hết nha cô chú anh chị. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1716 sẹt 13 sẹt 39 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 17m rưỡi,
nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, ba vệ sinh, chủ nhà cũng bán giá là 2.980.000, 2.980.000 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho em, em sẵn sàng cho đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Đây, nhà vệ sinh nằm trong phòng luôn nè cô chú anh chị, khá rộng rãi luôn. Đây thì tủ kệ bếp, tủ kệ của nhà mình, nó máy lạnh có sẵn luôn nè. Bên đây thì có cái cửa sổ rất là rộng lớn. Đây cũng có cái tủ kệ, về thích để gì để đây, để tivi đây rồi. Đây là cái ban công trước nhà mình, nhà mình hướng đông nha anh chị, hướng đông, khu dân cư hiện hữu. Em xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà ở hẻm 1716 sạc 13 sạc 39 Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà mình cách cầu xuống sân nó khoảng chừng 300m em chú anh chị, 300-400m thôi. Nhà có diện tích ngang 4, dài 17m rưỡi, nhà một trệt một lầu, hai phòng ngủ, ba vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 2.980.000, 2.980.000 thương lượng chính chủ. Nhà có hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% nha cô chú anh chị. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem cái kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị.